À đúng rồi, ông cũng cử thêm vài người đáng tin cậy âm thầm đi theo tôi, làm vệ sĩ bên cạnh, không được trang bị súng. Lỡ có chuyện gì thì không tiện lắm. La thiếu gia, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho anh. Vậy thì tốt. Tôi hài lòng mỉm cười, vừa kết thúc cuộc gọi với Phạm Trầm. Một hồi tiếng đàn piano chập chờn vang lên. Nhiều lúc cảm xúc không được liền mạch. Ngu ngốc. Thực ra, mặc dù La Thanh Thanh là một kẻ đam mê âm nhạc, nhưng tài năng thật sự rất tầm thường và nhạt nhẽo, giọng hát cũng không tốt. Rất nhiều lúc, để giúp đỡ cậu ta, tôi luôn phải tốn rất nhiều công sức. Kiếp trước, tôi đã dốc hết tâm tư, cuối cùng đã đưa La Thanh Thanh lên vị trí diva. Thế nhưng sau này, khi tôi muốn bước chân vào giới giải trí, cậu ta lại nghe lời La Thắng, đàn áp và nhắm vào tôi, nghĩ lại cũng thấy đau lòng. Kiếp này muốn làm gì thì làm. Tại sao? Rõ ràng tôi đã quay trở lại ngôi nhà quen thuộc nhất. Tại sao đầu óc tôi toàn là cảm hứng, nhưng vẫn không thể viết ra được những bản nhạc hay nhất? Không được, tôi phải đi tìm cậu ta. Xin lỗi, tiểu thư. Cậu chủ không thích người ngoài quấy rầy. Tránh ra, ai là người ngoài? Tôi là chị ruột của nó. Bảo nó ra đây cho tôi. Nói là tôi có việc gấp. Cậu chủ đã dặn, trong thời gian nghỉ ngơi, bất kỳ ai cũng không được làm phiền, kể cả bố mẹ, chị gái, đều không ngoại lệ. Cậu nói cái gì? La Thập Ngũ, cậu ra đây cho tôi. Tôi là chị gái cậu đấy. Cậu là cái thái độ gì vậy hả? Chẳng lẽ chỉ vì chúng tôi nhận nuôi Tiểu Thắng mà cậu lại bài xích đến mức này sao? Có phải lâu rồi không đánh nên cậu ngửa ngáy trong người rồi không? Mau ra đây. Đừng ép tôi xóa. Cậu là đàn ông con trai gì mà lại nhỏ nhen ghen vặt như vậy hả? Thật sự là không có chút khí chất nào cả. Lại muốn tới đây bênh vực cho đứa em trai tốt của cô sao? Cô nói cái gì vậy? Cậu không phải là em trai tôi sao? Dừng lại đi, đừng có giả vờ thân thiết với tôi. Ngay cả bố mẹ tôi còn không nhận, cô còn mong tôi nhận cô là chị gái sao? Muốn tôi giúp Phổ Nhạc thì nói thẳng ra, muốn nhờ vào người khác mà còn ra vẻ ta đây như vậy. Cô vẫn là cái đầu mặt dày như mọi khi. Chuyện vặt vãnh của cậu, không khác nói. Cậu tới sửa lại bài hát cho tôi. Nhanh lên, tháng sau tôi phải tổ chức concert. Đến lúc đó mà không có một bài hát mới nào để kết thúc, thì tôi sợ là không trụ vững trên sân khấu được. Bây giờ còn muốn tôi làm trâu làm ngựa cho cô nữa à? Cút đi! Cậu nói cái gì? Bị điên à? Cậu nói chuyện với tôi như thế đấy hả? Có tin tôi đánh cậu không hả? Từ trước đến nay, 6 chị em nhà họ La đều tin vào việc phải dạy dỗ em trai từ nhỏ. Thêm vào đó, bọn họ vốn không thân thiết gì với tôi, nên ra tay cũng không hề nương tay. Trước đây, không ít lần bọn họ ỷ lớn hơn mà bắt nạt tôi. Lúc trước còn coi các người là chị gái nên nhường nhịn một chút. Bây giờ cô thử động vào tôi xem. Cậu dám đối xử với người nhà như vậy, đồ khốn nạn, sớm muộn gì cũng bị trời đánh. Đừng tưởng thiếu cậu thì trái đất ngừng quay. Trên đời này, không ai là không thể sống thiếu ai, không cần gia đình. Người hối hận chắc chắn không phải là chúng tôi đâu. Cậu cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ sáng tác ra được những bản nhạc hay nhất để cho cậu thấy, cho các người thấy. Bố, mẹ, chị, mọi người đều ngủ không ngon sao? Mọi người ăn uống không ngon miệng, uống chút cháo dưỡng dạ dày nhé. La Thắng vẻ mặt đầy quan tâm, nhưng lại không ngừng khoe khoang. Hesi cũng không biết bố mẹ và chị có thích ăn cháo không nữa. Mặc dù đây là món em dậy từ 5 giờ sáng để nấu, nhưng mà tay nghề của em vẫn chưa được tốt lắm. Đều tại em quá ngốc, học mãi mà không biết nấu ăn. Nếu không thì có thể giống như anh cả, nấu canh bổ dưỡng cho mọi người rồi. Tiếc là anh cả lại cãi nhau với bố mẹ, giờ có thế nào cũng không chịu xuống bếp. Cháo trắng là ngon rồi, bình thường ăn nhiều sơn hào hải vị quá, ngán rồi. Cháo trắng ngược lại khiến ta có cảm giác gia đình. Đúng rồi, con này cũng không cần phải vất vả như vậy, đã có người giúp việc lo rồi. Con đang tuổi ăn tuổi lớn, nhớ buổi sáng ngủ thêm một chút. Đúng là con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lúc này, tôi vừa hay đi ngang qua La Thắng. Một tiếng lòng sâu thẳm chỉ có tôi mới nghe thấy, vang lên bên tai. Ha ha, lũ ngốc, chỉ một bát cháo trắng đã lừa được bọn họ tăng độ hạo cảm rồi. Nhà họ La thật là dễ lừa gạt. Một buổi sáng lại hút được 60,7 điểm vận may, xứng thật. Xem ra tốc độ hấp thụ vận may của La Thắng không chỉ liên quan đến độ hào cảm của đối phương, mà còn liên quan đến thời gian ở chung. Chẳng trách, hắn ta thích nhất là giở trò trước mặt nhà họ La. Nghĩ đến La Gia Lương và những người khác, kiếp trước bị hút cạn vận may đến thảm hại, tôi không khỏi tràn đầy mong đợi. Đội trưởng, đường Trường An Nam xảy ra tai nạn giao thông ùn tắc. Có cần đổi đường không ạ? Đổi sang đường Giang Hoài. Rõ. Đoàn xe đổi hướng đi về phía bờ sông. Lúc này, trái tim của mỗi người đều không khỏi thắt lại. Vì đường Giang Hoài gần bờ sông, gần đó là một vùng trũng chưa được khai phá. Nơi đây vắng vẻ ít người qua lại, thật sự là một nơi rất thích hợp để ra tay. Đoàn xe chậm rãi đi qua nửa đường Giang Hoài. Một chiếc xe bồn chặn đường phía trước. Dừng xe lại, qua đó xem thử tình hình thế nào. Tổng cộng 8 tên tay súng, bọn chúng đều sử dụng súng lục giảm thanh. Hành động rất khoát gọn gàng, nghi ngờ đã được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp. Chưa xác định được có xạ thủ bắn tỉa hay không. Mọi người cẩn thận. Không tệ, lấy vụ nổ xe bồn làm vỏ bọc.
kết hợp với súng lục giảm thanh để ra tay. Chỉ cần nhanh chóng rớt chân mục tiêu và mang xác đi hoặc thiêu hủy. Sau đó qua một vài bước giản xếp, sự việc được công bố ra ngoài sẽ trở thành vụ nổ xe bồn bất ngờ gây ra thương vong. Bọn người dưới trướng Nhiếp Thánh Nguyên chắc chắn thường xuyên làm loại chuyện này, liên tiếp tung ra nhiều thủ đoạn rất thuần thục, có thể nói là chuyên nghiệp. Của Nhiên là trùm xã hội đen, ra tay vô cùng độc ác. Với địa vị và quan hệ của Nhiếp Thánh Nguyên ở Giang Châu, trong trường hợp bình thường, camera giám sát xung quanh chắc chắn sẽ bị hỏng tạm thời, lực lượng cảnh sát cũng tạm thời bị điều đi nơi khác. Nhưng phú hào bình thường nếu gặp phải kiểu tấn công này, cho dù có vệ sĩ bên cạnh cũng không thể chống đỡ nổi. Nhưng tôi thì khác, vệ sĩ bên cạnh tôi đã biết trước sẽ có kẻ thù tấn công, vì vậy đã sớm chuẩn bị phương án đối phó. Hự, chết tiệt! Chạy! Rút lui ngay! Cảnh sát đây, không được động đậy! Quỳ xuống, tất cả quỳ xuống! Bỏ vũ khí xuống, nhanh bỏ vũ khí xuống! Sếp, cảnh sát đã kiểm soát hiện trường, chúng ta phải xuống xe để giải quyết. Không được! Tôi lắc đầu, từ chối. Vệ sĩ có chút sững sờ, không hiểu tại sao tôi lại từ chối. Trong lúc nói chuyện, đã có 4 cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe. Xuống xe, chấp nhận kiểm tra. Mau xuống xe. Sếp, chúng ta phải xuống xe chấp nhận kiểm tra. Tuy rằng chúng ta là người bị hại, nhưng trước khi cảnh sát xác nhận danh tính, mọi hành vi không hợp tác đều là vi phạm pháp luật. Bọn họ có quyền bắn chết chúng ta tại chỗ. Tôi vẫn từ chối. Vệ sĩ còn muốn nói gì đó thì một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên từ dưới đất. Anh ta lúc này mới hiểu ra tại sao tôi lúc nãy không chịu xuống xe. Hóa ra sát chiêu thực sự là ở đây. Bọn tay súng trước đó chỉ là mồi nhử. Bọn chúng muốn đợi tôi mất cảnh giác, rồi mới cho nổ bom. Đến lúc đó, vụ nổ lớn này sẽ dễ dàng xóa sạch mọi dấu vết. Sau đó bọn chúng sẽ dùng tiền để bịt miệng. Mọi nguyên nhân đều có thể đổ cho vụ nổ xe bồn, hoàn toàn không liên quan gì đến thanh toán lẫn nhau trong giới xã hội đen. Giỏi thật, tiếc là nhóm người này chưa chót. Cảnh sát để nhanh như vậy, lần này coi như mày thua tao một bậc. Hiện tại xin chuyển đến một bản tin khẩn cấp. 8 giờ 17 phút sáng nay, đã xảy ra một vụ nổ xe bồn trên đường ra ngoài thuộc thành phố chúng ta. Hiện tại đoạn đường này đã bị phong tỏa hoàn toàn. Đề nghị người dân sớm điều chỉnh lộ trình di chuyển. Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra. Số người thương vong vẫn chưa rõ. Cơ quan chức năng cam kết sẽ sớm kiểm soát tình hình. Yêu cầu người dân không tin hoặc lan truyền tin đồn thất thiệt. Lần này thật là nguy hiểm. Tên xuất sinh Nhiếp Thánh Nguyên này vẫn nham hiểm như ngày nào. Nếu cậu thực sự trúng kế, em rằng sự việc lần này sẽ chỉ kết thúc qua loa là một vụ nổ xe bồn. Đối ngoại đương nhiên là kết luận như vậy rồi. Dù sao thì cũng là xã hội hài hòa mà. Trên bản tin sao có thể xuất hiện những từ ngữ như xã hội đen, đấu súng được chứ? Lần này chúng ta có 2 người chết, 5 người bị thương. Tuy rằng khi vụ nổ xảy ra, bọn họ đều theo bản năng tìm chỗ ẩn nấp, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Ngoài ra, phía cảnh sát cũng tổn thất không nhỏ, khiến cho cấp trên vô cùng tức giận. Gần đây, thành phố đang triển khai chiến dịch đấu tranh đặc biệt để trấn áp tội phạm theo kiểu xã hội đen. Đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Em rằng Nhiếp Thánh Nguyên muốn đè xuống cũng không được. Lần này là tôi liên lụy đến anh em rồi, không thể để mọi người vừa đổ máu lại vừa rơi lệ được. Lần này, mỗi người trong đoàn xe thưởng 1 triệu tệ. Riêng người không may thiệt mạng, đem 10 triệu tệ đến gia đình anh ta. Người bị thương thì chi trả toàn bộ viện phí, thêm vào đó thưởng thêm 3 triệu tệ. Xếp hào phóng chi tiền như vậy, cộng thêm bảo hiểm mà công ty an ninh mua cho, dù bị thương hay chết đều được nhận một khoản tiền trợ cấp lớn. Đổ máu cũng đáng giá, một mạng người hơn 10 triệu tệ. Rất hời, ít nhất cũng có thể khiến cả nhà sống thoải mái. Lúc này, lòng trung thành của các vệ sĩ tăng vọt, chỉ mong được đi theo vị xếp hào phóng này mãi mãi. Bên phía sở cảnh sát có động tĩnh gì không? Chiến dịch trấn áp tội phạm theo kiểu xã hội đen đã huy động rất nhiều cảnh lực sao? Đã xảy ra chuyện như vậy, bên ngoài tuy là vụ nổ xe bồn, nhưng trên thực tế là chuyện gì thì cấp trên đều rõ cả. Thế lực của Nhiếp Thánh Nguyên dù lớn đến đâu cũng không thể che giấu được. Hiện tại, sở cảnh sát đã họp bàn và thông qua quyết định xoay quanh việc nhắm vào tập đoàn Nhiếp Thị, tiến hành một cuộc truy quét tội phạm theo kiểu xã hội đen trên diện rộng. Cảnh sát không biết từ kênh nào đột nhiên nắm được nhiều bằng chứng quan trọng, nghe nói đang triển khai kế hoạch bắt giữ. Tôi nhếch mép, không hề bất ngờ về điều này. Nếu như mấy ngày trước tôi không tìm Phạm Trầm nói chuyện, có lẽ hắn ta sẽ liều lĩnh chịu áp lực để bao che cho Nhiếp Thánh Nguyên. Nhưng hiện tại, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều biết đại thế đã mất. Bao che cho hắn sẽ tự rước họa vào thân. Nhà họ Nhiếp tiêu đời rồi. Công thúc, thúc đi làm việc của mình đi. Mấy chiếc xe chắc đều phải sửa chữa, gần đây không được an toàn. Tôi ở lại bệnh viện một thời gian, vừa hay tránh gió một chút. Cũng được, vậy tôi đi trước. Cậu chủ, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Từ Mộ Công vừa đi, Liêu Tư Tuệ đã đưa La Thanh Thanh và La Thắng cùng nhau đến. Thập Ngũ, con không sao chứ? Là mẹ sợ muốn chết. Đã vào bệnh viện rồi, sao mà không sao được? Em đã khuyên anh đừng ngông cuồng như vậy rồi. Anh ta cứ không nghe. Người trẻ tuổi mà, không nên quá kiêu ngạo. Lần này nếm mùi thất bại rồi chứ. Tiểu Thắng, em bớt lời đi. Nghe nói Tiểu Ngũ gặp phải vụ nổ xe bồn, còn chết không ít người. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Xã hội đen bây giờ lộng hành như vậy sao? Sao mèo mả gà đồng gì cũng cho vào đấy hết vậy? Không biết tôi cần nghỉ ngơi sao? Xin lỗi cậu chủ. Mấy người, bố mẹ,
Em đã nói là không cần đến thăm anh ta mà. Xem hắn kìa, vẫn khỏe như voi, vẫn còn sức. Mắng người khác, chúng ta đây là đang tốn công vô ích rồi. Thập Ngũ, con đừng cứng đầu nữa. Nhất Thái Nguyên không phải người tầm thường đâu. Dưới trường hắn có rất nhiều kẻ liều mạng, bọn chúng cái gì cũng dám làm đấy. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách giảng hòa đi. Phải đấy, bố đã đồng ý giúp rồi. Chỉ cần cậu chịu cúi đầu trước hắn, ông ấy sẽ lập tức đi tìm Nhất Thánh Nguyên đàm phán. Chỉ cần cậu chịu đưa ra lời xin lỗi chân thành, bảo toàn tính mạng vẫn không thành vấn đề. Con người là con của, không sợ không gây dựng lại được. Anh, hôm nay người ta dám cho nổ xe bồn, ngày mai sẽ dám cho nổ tung cả biệt thự đấy. Chẳng lẽ anh muốn kéo theo cả nhà chết chung sao? Nghe lời em đi, ăn cơm no rồi ngoan ngoãn đi xin lỗi. Nhận sai đi, dù sao mất mặt cũng hơn là mất mạng. Ném thằng này ra ngoài cho tôi. Vâng cậu chủ.